Chiều tới ngày 26 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 8 năm Quý Mão, Ban Từ Thiện Xã hội Phật Giáo tỉnh kết hợp Ni Sư Thích Nữ Diệu Huệ, trụ trì Chùa Hòa Thạnh, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, tổ chức đêm hội trăng rằm, trao tặng 150 phần quà cho trẻ em thiếu nhi địa phương. Chương trình có sự chứng minh và tham dự của Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng Ban Trị sự, trưởng Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Thiện Ngộ, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Ban Từ Thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, ông Bùi Văn Bảo, Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho, ông Lê Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Sơn, ông Phan Minh Ánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, quý thầy cô, phụ huynh và 150 em thiếu nhi tham dự. Phát biểu tại đêm hội, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng Ban Trị sự, trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nêu cao tinh thần trong buổi lễ Trung thu là tạo niềm vui cùng sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bé thiếu nhi, giúp các em có một tuổi thơ đẹp, thể hiện tính nhân văn của người lớn quan tâm đến các cháu. Từ đó các em có thể vươn lên học tập tốt, biết lắng nghe, thương yêu ông bà cha mẹ cùng thầy cô giáo. Đại diện các cấp chính quyền, ông Lê Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Sơn, đọc thư của ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang gửi các cháu thiếu niên và nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu 2023. Trong thư có đoạn, Trung Thu là Tết của thiếu nhi, là dịp để các cháu hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng cùng các bạn rước đèn tháng 8, quây quần bên ông bà, cha mẹ. Tết Trung Thu cũng là dịp để mỗi gia đình, chính quyền và xã hội dành sự quan tâm đặc biệt đến các cháu, giúp các cháu nuôi dưỡng ước mơ, có được một tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp. Chú biết rằng trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều cháu kém may mắn, không được hưởng một cái Tết Trung Thu trọn vẹn. Dù vậy, chú vẫn tin các cháu dù ở hoàn cảnh nào vẫn luôn lạc quan, cố gắng vượt qua, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Tại đây, các em thiếu nhi đã được hòa mình vào không khí vui tươi, đầm ấm của chương trình lễ hội qua các tiết mục văn nghệ thiếu nhi, các trò chơi dân gian, đặc biệt là nhận được những phần quà Trung Thu đong đầy tình thương đến các em thiếu nhi, gồm lồng đèn, bánh, tập, đèn cầy.